Cái tiền lạnh tao mày cạch. Ừ. Tao đang đi ăn uống nè. Nè. Tôi chua được thôi. Ăn này tao không chắc là chị không nói. Kênh Stop Gia Đình 5 Con và Cuộc Sống Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em thèm chua, em sẽ ăn cốc nha mọi người. Cốc non lắc muối nha. Đây là em rắc muối lên để sẵn hết rồi, để cho nó thấm lên á, ăn nó sẽ giòn 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 mặn mặn nha mọi người. Mình khỏi cần phải chấm nữa nha. Đây nè, mọi người nhìn thấy không? Nhìn ngon ha. Trời, nhìn thấy hấp dẫn nha mọi người nha. Rồi, bữa nay em ăn cốc, em không uống nước nha. Ăn cóc là không nên uống nước ngọt, thì nguy hiểm lắm. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Em sẽ dùng tay bóc nha. Ok, xin mời mọi người nè. Trước tiên làm miếng cóc này cái. Nó đã đều muối rồi nè. Giờ có phần cốc non nha mọi người. Ngon nhưng mà vẫn có độ chua nha. Chua chua. Ngọt thì nó không có ngọt. Chua chua được được thôi. Ăn thật sự mà không chấp là chịu không nổi. Cốc này hái về đừng bỏ vô lạnh từng ngày à, không đem ra gọt. Cái giòn lắm. Xanh mặn mặn. Này nhưng mà vẫn có hộp.
Cái này còn nguyên trái à? Này hấp dẫn không? Trái hơi xíu vậy mình già. Này muối này muối Tây Ninh nha mọi người. Bây giờ một ca à, em ăn á ai cũng nói chua nhưng mà ăn vô rồi nghe cũng được lắm nha mọi người. Chua thì nó có chua đó, người ta không có thèm là ăn nó sẽ không có được ngon, còn mà thèm nha em trời ăn nãy giờ mọi người. Ủa thôi quá đã mọi người. Ăn nãy giờ bua bua muốn hết đĩa cá không. Quá đã nha mọi người. Mọi người thấy em ăn ngon miệng, mọi người cho em có like và một lượt đăng ký nha. Bye bye mọi người.